Càng ngày vụ việc của nữ diễn viên chiếc lá bay ngày càng phức tạp khi xuất hiện hàng loạt tình tiết đáng ngờ. Trang Amarin TV chiều ngày 10 tháng 3 đưa tin, thông tin liên quan đến vụ Tan Monida tử nạn bất thường trên sông Chabraza có thêm rất nhiều chi tiết mới rúng động. Christana, luật sư của bà Panida, mẹ ruột Tan Mo tiết lộ với truyền thông rằng ông bất ngờ nhận được một cuộc gọi bí ẩn chia sẻ một thông tin gây sốc. Nội dung của cuộc điện thoại chính là đề nghị ông Christana kiểm tra vết thương trên đầu nữ diễn viên chiếc lá bay xem có giống như bị chai rượu đập 7-8 lần hay không. Điều đáng nói, chi tiết này có phần giống với lời chia sẻ của nhân viên cứu hộ Tide, người đã trực tiếp nhìn thấy thi thể của Tan Monida. Tide cho biết trên gương mặt trái của Tan Mo có một vết bầm tím lớn, răng bị vỡ, ngoài ra còn có một vết sẹo giống như vết thương do đáy chai rượu gây nên. Không dừng lại ở đó, trên mạng xã hội Thái Lan hiện đang truyền tay nhau một clip do một nhóm ngư dân chèo thuyền ra giữa sông Chabraza ghi lại hình ảnh và âm thanh con thuyền của Tan Mo. Những người trên thuyền hét lên Momo giống như đang tìm kiếm, cùng với đó là những tiếng nhỏ hơn cũng bị ghi âm lại. Khi đem đi phân tích âm thanh, người nghe sẽ nghe được hai câu. Câu thứ nhất có giọng nam, anh Po chậm lại, và một giọng nói ở gần người quay clip, không nên để nó nhảy xuống. Điều mà người hâm mộ quan tâm đó chính là việc clip này được quay vào khoảng thời gian trước hay sau khi Tan Mo rơi xuống sông. Đã gần 2 tuần trôi qua kể từ thời điểm nữ diễn viên chiếc lá bay qua đời, vậy nhưng cuộc điều tra vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Ở một diễn biến khác, truyền thông Thái Lan cũng công bố một đoạn CCTV trích dẫn từ bên bờ sông vào đêm nữ diễn viên chiếc lá bay Tan Monida ngã xuống sông tử nạn. Theo đó, đoạn CCTV này đã ghi lại cảnh một đôi nam nữ đứng ôm nhau ở đầu chiếc thuyền. Đáng nói, khi quan sát kỹ hơn, người nam mặc trang phục đen còn người nữ mặc váy kem. Cả hai đứng ôm nhau vô cùng tình tứ tại mũi thuyền. Qua vóc dáng và trang phục, nhiều người nghi rằng đây chính là quản lý Kratik và Bo. Hành động ôm nhau như tình nhân của hai người cũng khiến dân tình đặt dấu hỏi lớn. Trong lời khai, cả Kratik và Bo khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết nhiều năm. Tuy nhiên, hành động ôm nhau của cặp đôi đã làm dấy lên nghi vấn cả hai ngoại tình bởi Bo đã có gia đình. Mối quan hệ giữa năm người trên chiếc thuyền trong đêm Tan Monida tử nạn và những uẩn khúc xung quanh cái chết của cô vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Ngoài ra, lời chia sẻ của Hippo, một quản lý khác của Tan Monida, cũng đã làm dấy lên nghi vấn bức ảnh cuối cùng của cô và Kratik là giả mạo. Theo đó, Tan Mo sơn móng tay màu đỏ trước ngày gặp nạn, ngay cả khi được vớt lên từ lòng sông, móng tay cô vẫn còn chút màu đỏ. Thế nhưng trong ảnh chụp cùng Kratik, đầu móng của Tan Mo lại có màu trắng. Trước đó, bức ảnh này cũng đã bị nghi ngờ giả mạo bởi thời gian đèn trên cầu đã tắt từ 21 giờ, trước thời điểm 21 giờ 56 phút của bức ảnh khá lâu. Vụ việc của Tan Monida không chỉ gây xôn xao dư luận mà đến chính phủ Thái Lan cũng phải lên tiếng. Trước đó, phát ngôn viên của văn phòng chính phủ Thái Lan cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha yêu cầu cảnh sát và các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra làm rõ vụ việc cái chết của diễn viên Tan Mo Pattaratida. Ngoài việc chia buồn với gia đình Tan Mo, Thủ tướng cho biết người dân cần ý thức trước những thông tin xung quanh vụ tai nạn của nữ diễn viên. Ông nhấn mạnh cần chú trọng bằng chứng và kết luận từ cảnh sát thay vì suy nghĩ cảm tính và nêu quan điểm cá nhân gây ảnh hưởng đến những người có liên quan. Tối 24 tháng 2, Tan Mo Pattaratida đi dạo sông Chabraza cùng 5 người bạn và rơi khỏi thuyền xuống sông mất tích. Sau 38 giờ tìm kiếm, cảnh sát tìm thấy thi thể của nữ diễn viên nổi lên ở giữa sông. Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy Tan Mo qua đời do đuối nước, ngạt thở và có lượng cát lớn trong phổi. Tang lễ của Tan Mo dự kiến diễn ra vào ngày 11 đến 13 tháng 3. Thi hài nữ diễn viên được đưa đi hỏa táng vào ngày 14 tháng 3.